Em chào cả nhà nha, em ở kênh Hoa Lan Bảo Quyên. Hôm nay em lên video ngày mùng 3 tháng 11 năm 2022. Video của em thì được phát vào lúc 7 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Hoa Lan Bảo Phong Lan Rừng Hoa Lan Bảo Quyên. Hôm nay em lên lũa nha cả nhà. Lũa với lại vẫn có sâm và sang tiếng rồi. Vẫn có sâm và các loại mặt hàng rừng. Ngày hôm qua thực sự là lên live, buổi live đầu tiên là cũng có nhiều thiếu sót cả nhà. Mà sao quay video thì cũng một góc máy như thế này thì nó lại rõ cả nhà này. Mà sao lúc mà live thì live trực tiếp thì nhìn nó mờ kiểu gì á, không thấy rõ tí nào luôn. Mà em quay video thì cũng như thế này đây, cũng góc máy này đây mà sao lạ kỳ thế nhỉ. Bây giờ lên live thấy máy rất là rõ. Các bác vào xem video thì cho em xin một like và một lượt chia sẻ video nha cả nhà. Số điện thoại chốt đơn của em là số 0967999669. Bình thường là bán nhãn tháng 8 nhưng mà nhãn bữa nay hết mùa rồi các bác, nên là chuyển qua bán lũa. Qua lũa thì rất là mong các bác ủng hộ cho em để tiếp tục được gặp các bác. Sau này thì em sẽ có những mặt hàng hoa như là kiều với lại chim điệp xuân, nhà em đang chăm để cho nó kịp mùa hoa Tết này để bán cho các bác nè. Bây giờ tiếp tục thì cứ bán lũa một thời gian đã, rồi qua những cái đó mở đầu like là một khúc lũa này cả nhà, mã A1 nha cả nhà. Này góc lũa rất là đẹp nè, hai mặt nha, em quay rõ hai mặt luôn cả nhà đó. Cái này là nặng 8 kg, cao của nó là 60 cm và chiều ngang của nó là 50 cm. Hôm nay phải đeo bao tay cả nhà, bóc lũa có 2-3 hôm mà tay là thôi rồi luôn. À, cái góc trong này cả nhà thấy cái lũa của nó chưa, nó khuyết rất là đẹp luôn, lên rất là đẹp luôn. Cái này các bác bỏ vào trong cái chậu mình làm cảnh đó, làm trong cái hồ cá, cái chậu bonsai á cả nhà. Rất là đẹp luôn, nó đứng như thế này nó đứng được này cả nhà đó. Các bác ghép châu hoặc ghép nhạc, nói chung ghép gì tùy các bác thôi, tùy mỗi người thôi. Mã số 1 A1 nha cả nhà, A1. Hàng này thì em sẽ bao ship hết cho các bác, nên là mong các bác đặt hàng thì chỉ mong các bác lấy hàng, nhận hàng giùm em thôi nha, chứ các bác đừng có hồi hàng là chết luôn. Hai vòng hồi hàng đi là tiêu luôn. Mã A1 150k nha cả nhà, 150k cho mã A1 dựng lên như thế này luôn cả nhà nha. Cái lũa ở trong nó rất là đẹp luôn. Cái này cái gốc thực sự là những cái gốc cỏ cả nhà, cái rễ cỏ là em chưa có làm sạch á, dựng nó lên nó cũng đứng được như thế này cả nhà này, rất là đẹp luôn á. Về các bác bỏ vô trong đây mình trồng, làm cái gốc ở trong đây, cái nó cũng có cái hố này mình trồng luôn, khỏi phải đấy đó, dựng nó này nó cũng đứng này các bác. 150k cho mã A1 nha cả nhà. Tiếp theo qua mã A2. Một combo nha cả nhà, combo 5 khúc lũa. Những cái này thì để cho các bác đập vào chậu, hoặc là em thấy những cái khúc này nè, nó ở sau nó bằng này cả nhà. Bữa nay phải đeo vào tay đấy các bác, ở đằng sau nó bằng thì các bác, em nghĩ để vào tường luôn, mình gắn vào tường. Rồi cái này nó có lỗ nè, các bác trồng luôn, nó cũng rất là đẹp luôn á cả nhà. Mã một combo này 5 cục nha cả nhà. Cục số 1 nè, cái này thì mình dựng lên, bỏ vào dựng tùy theo các bác đó. Những cái cục này 5 cục, em để từng cục nhỏ, toàn những cục đẹp thôi cả nhà. 2 này, 5 cục này là 150k nha cả nhà, 150k 5 cục. Thế tay cầm này để các bác treo hoặc là mình lấy như thế nào tùy thôi, tùy mỗi nhìn. Em thì em cứ ghép vào như thế để các bác làm thôi. Như cái cục này vậy này cả nhà, gắn vào tường nha đó, để mình trồng nó lên, mình ghép vào đây. 5 cục này 154 này nè, 5 cục này rất là đẹp đó cả nhà. Thế tay cầm nhìn cái này giống như cái đầu con gì lắm luôn nè, giống cái đầu con thỏ đó.
nhìn giống con thỏ luôn, cái tai thỏ này cả nhà. Đó, 5 cục nha, rất là đẹp, lũa nha cả nhà. Hàng này là lũa căm xe thôi nha các bác, toàn bộ là lũa căm xe. 5 cục này là 150k, mã số A2 nha cả nhà. Quay video thì hình thiệt đẹp mà lên like thì nó cứ mờ căm kiểu gì. Mã A3 cũng là một góc này cả nhà, một góc. Nhìn cái này giống cái đầu chưa cả nhà, giống cái đầu con chó sói lắm cả nhà. Nè, em thật sự em thấy rất là giống cái đầu con chó sói luôn cả nhà. Nè, cái miệng nó, cái tai nó rất là giống. Đó, cái này cũng 8kg cả nhà. Cái này 8kg. Ngang của nó là chiều cao của nó là 40, mà chiều ngang từ đầu đây tới đây này, tới cái đây là 60cm. Ngang từ dưới lên trên là 40cm. Cái khúc này 140k nha cả nhà. Ở trong nó cũng là một khúc lũa này cả nhà. Ở trong này nó rỗng này. Lũa nó rỗng ở trong nha. Đó, các bác về ghép dựng đứng nó lên như thế này cũng được cả nhà này. Ghép, các bác ghép vào trong góc này cũng được. Đó, ghép vào trong góc, trong này mình trồng, mình chĩa ra trồng cái cây gì đó, cây thường những cái này là người ta hay trồng để những cái chậu hồ điệp á cả nhà, để chậu hồ điệp đó, cái góc nó như thế này nha cả nhà. Còn nếu không thì các bác để nó lên này thì các bác ghép vào. Ghép lan lên. 140k mã số 3 nha cả nhà. A3 140k. Tiếp theo mã A4. Cái này là giống hòn núi lắm luôn nè cả nhà. Rất là cao. Một cái hòn núi dài luôn nha. Để này là thấy nè. Nguyên một gốc cây dài cao như thế này. Cao lên trên này luôn là nó cao tới 1m, 80cm cả nhà. Từ dưới lên tới gốc luôn là 80cm. Mà chiều ngang của nó như thế này là 1m. Nó 13kg. Cái này các bác để vào chậu bonsai cũng được các bác ơi. Cả nhà mình để vào chậu bonsai thì mình ghép cây lên để tạo thành một cái hòn núi cả nhà. Giống cái giả, hòn núi giả này. Cái thế nó cũng rất là đẹp luôn. Ở đằng sau này nó cũng rộng nha cả nhà. Hút lũa ở đằng sau này nó cũng rộng này. Đó, hai mặt đều đứng được, tùy theo các bác thôi, các bác ghép kiểu gì thì ghép thôi. Khúc này 180k nha cả nhà, mã A4. 180k mã A4. Mã A4 180k nè, 13kg nha cả nhà. 180k mã A4 nè. Tiếp theo mã A5. A5 cũng là một góc này nè. Góc này góc đứng này. Giống hòn núi luôn nè. Đó, ở trong nó như thế này nha mọi người. Cái hang. Cái này là cái hang này cả nhà nha. Giống như một cái hang luôn. Một cái hang quay hai mặt nè. Hai mặt đứng. Lũa này là lũa hoàn toàn tự nhiên nha cả nhà. Cái này là người dân người ta đi đào, đào về cả nhà. Rất là cực khổ để đào được những cái gốc cây này cả nhà ơi. Toàn bộ là gốc cây ở dưới đất là đào về xong rồi tụi em phải xịt rửa đi. Rất là cực khổ để mới có được những cái khúc lũa như thế này, chứ không phải đơn giản đâu cả nhà. Làm những cái này rất là vất vả chứ không phải dễ. Mã A5 nha cả nhà. Cái này cũng 8kg. Cao của nó là 50cm, mà ngang, chiều ngang của nó này là 60cm. Khúc này là 150k nha cả nhà. Toàn bộ hàng lũa này thì tụi em cũng bao ship hết rồi các bác nha. Nên là các bác chỉ việc mua thôi, không phải lo nha. Giá em bán cũng đúng giá, chứ các bác cũng không phải lo về giá cả này nha các bác. Các bác cũng thấy bữa nay trên thị trường cũng rất là nhiều người bán lũa. Nên là giá cũng cạnh tranh nhau thôi, chứ không có ai mà bán đắt. Giá rất là bình dân. 150k mã số 5 nha cả nhà. A5
rất là giống một cái hang luôn nè, A5 150k. Tiếp theo mã A6 là một góc luôn nè, một góc này ở dưới này nó giống cái hang này. Cái này nó rõ, cái này dựng lên, dựng lên thì nó đứng như thế này, nó hơi nghiêng đó cả nhà, nó hơi nghiêng thì các bác chống chống ở đằng sau này đi thì nó sẽ đứng. Nói chung nhiều thế lắm, các bác về các bác tùy thế các bác tạo thôi, mỗi người một thế nhìn, một cách nhìn để mình tạo cái thế cây của cái lũ của mình, nó rộng ở đây này nha cả nhà, đó nó tạo ra còn một chút lũ này. Cái thế này rất là đẹp luôn, cái góc này rất là đẹp luôn á cả nhà, rất là tự nhiên mà dựng lên này nó cũng đẹp này. Mã số 6 A6. Cái này nặng 12kg này cả nhà. Cao nó là 55cm mà chiều ngang là 70cm. Khúc này 180k nha, 180k. Dựng lên rất là, nó nhiều nhánh nha cả nhà. Nhiều nhánh này. 180cm mã số 6 A6 nha cả nhà. 180cm, hang hóc đồ luôn. Đều có hết mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Cái này giống đuôi cá mập chưa nè cả nhà. Em nhìn em thấy nó giống cái đuôi cá mập lắm luôn. Nè. Hai cái vây. Cái này là cái vây. Một cái vây rồi đây là cái đuôi của nó. Đây. Một bên. Nhưng mà cái khúc này thì chỉ có nằm thôi. Đứng thì nó có vẻ không được ấy lắm, nặng lắm, cái này nặng. Nặng 13 kg luôn cả nhà. Khúc gỗ này rất là nặng. Rất là giống một em vây. Cái này dài 80cm cả nhà. Còn chiều ngang từ bên này qua bên này là 65cm. Một trăm tám mươi k. Mã A7 180k. Một đuôi cá mập nha. A7 có chân không đủ tiền mua điện thoại. Tiếp theo mã A8 cả nhà nha. A8 một góc cũng một cái giống như cái hang này, tạo thành một cái hang luôn cả nhà, một cái hang ở trong này. nó rộng ở trong mà nó lại có một cái ngang, một cái tay gác ngang nha, mà cái tay này dài lắm, không biết có bác nào lấy mà ưng thì em để, còn không thì chắc là cắt bước đi cả nhà, chứ còn em nghĩ cái này để nó cũng không có tác dụng gì. Quay đằng sau dài lắm luôn, cái này nó dài cũng gần 1m luôn á cả nhà, cái tay dài đó, đó dựng nó lên như thế này, đường đằng trước ra đằng sau luôn, nguyên một cục lũa rất là đẹp, rất là tự nhiên, lũa hoàn toàn tự nhiên. Mã A8 nặng 12kg nha cả nhà, cao của nó là 60cm mà ngang là 1m. Cái này 190k nha, 190k. Tay rất là dài. Mã A8. Cái này số 10 đó thì để cầm máy cứ quay như cái này đó. Bưng nha. Hỏi bưng. Mã A9 là một, là hai cây. Là hai cây như vậy nè. Cái này rất là giống một cái chụp nhãn lờ. Góc máy lên lại một tí. Bán gỗ này nhiều khi cũng rất là nguy hiểm cả nhà. Quay tới quay lui là rớt máy như chơi luôn. Một cái này là giống cái chữ L lắm nha. Này,
nó nguyên một góc. Cái này à, cái mã này hai góc luôn nha cả nhà, hai góc của nó. Cái này dài à, cái con này hồi nãy ghi ở đâu rồi, cái này hồi nãy ghi ở đâu rồi, à dài 90 cm mà chiều ngang là 50 nha cả nhà. À, chiều dài là 60 còn chiều ngang là 50. 60 hay là 90 ta? 60 cả nhà. Chiều dài là 60. Từ ở dưới lên nó chỉ có 60 cm thôi nha. 60 cm này. Chiều ngang là 50 cm. Đó, các bác về để như thế này nè. Đứng lên là chồng, ghép hoặc là ngược lại tùy. Còn cái này là dựng đứng lên thì giống tay thánh giá chứ. Là giống cái thánh giá luôn. Có cái hộp đây, dựng lên. Máy hơi thấp nhỉ, phải dựng máy lên một tí nhỉ. Nâng nâng máy lên một chút. Nâng cái cổ. Rồi. Đây nha cả nhà. Đó. Dài của nó là 88 cm mà ngang hai bên này là 60 cm. Tóc giống cây thanh giá luôn. Mã này hai góc nha cả nhà, mã số 10 à số 9. Hai góc này 160k nha cả nhà. 160k hai góc. 160k hai góc mã số 9. Tiếp theo mã số 10 là một mã tóc rất là đẹp nha cả nhà. Nhưng mà cái này thực sự là em phải cầm cái máy đi theo em quay cho các bác xem nha. Chứ còn cái này nè, ngược camera lại. Đây nha cả nhà, một cái góc rất là đẹp luôn. Quay hết toàn cái góc này luôn nè. Góc này rất là to và đẹp luôn nha. Quay từ bên này qua. Cái này hơn 30kg luôn nha các bác. Góc này hơn 30kg, rất là nặng luôn nè. Đó. Cực kỳ ui dạ. Ở trong nó như thế này. Hơn 30kg cái này nha cả nhà. Rất là đẹp. Rỗng nè, ở trong này nó đục. Khúc này đẹp lắm luôn. Cái này về tạo dáng kiểu gì cũng đẹp. Ghép kiểu gì cũng đẹp luôn cả nhà ơi. Cực kỳ đẹp. Mã số 10 nha cả nhà, A10. A10 600k. A10 600k này. Cực kỳ đẹp nha. A10 hơn 30kg nha cả nhà. Hơn 30kg, tiền ship là hơn một nửa rồi cả nhà nha. 600k mã số 10 nha cả nhà, A10. Rồi em quay lại tiếp theo mã A11. Đổ bê tông vào để cho nó ấy thì mình trồng. Rất là đẹp luôn, góc này cũng rất là đẹp đó cả nhà. Dựng như thế này đẹp này.
ghép lan, ghép châu lên đẹp. Mã số 11 nha cả nhà. Mã số 11. Dài cái này là 70 cm, mà ngang là 50 cm. 150k nha. 150k mã số 11. Tiếp theo mã số 12 cũng là 5 khúc nha cả nhà. Cái này giống như cái ấm như này cả nhà. Cái ấm có cái chân luôn. Có chân luôn nha. Ấm có chân luôn nha. Cũng 5 khúc nha cả nhà, 5 khúc. 5 khúc. 5 khúc gỗ nè. 1 nè. Về dựng vô trong cái chậu cả nhà. Cái này nó có cái chân rồi, các bác về bỏ vô trong cái chậu luôn. Ở đây là mình trồng luôn, mình bỏ cây vô đây mình trồng. Nó có lỗ, nó có ấy luôn đây rồi nè. Hai, ba. Cái khúc này làm tay cầm nha, cũng chữ L luôn nè. Ba nè. Cái này treo, cái này cũng có rỗng như vậy nè, rỗng treo lên nè. 4 5. Cái này cũng dựng lên được nè. Sao quá, dựng như thế này, dựng trong cái chậu như thế này được nè. Dựng lên ghép theo cái chiều này luôn, ghép theo cái chiều này. Ghép những cái này thì em nghĩ ghép những cái cây nhỏ nhỏ thì sẽ đẹp hơn cả nhà. Nhẹ mà ghép những cây nhỏ thì đẹp. Đó, 5 cây này. 5 cây này 120k nha cả nhà. Mã số 10 12. 5 cục 120k. Tiếp theo mã số 18. Cục cả nhà. Tay cầm để treo. 5 cục này cũng 120k hết rồi. Có 12 mã. Cái này cũng về bỏ vô trong cái chậu cho cả nhà nha. Bỏ vô cái chậu để treo. Tùy. 5 cục này cũng 120k. Cái này to này cả nhà. Cục này là về bỏ vô cái chậu để ghép lên. Cái chậu nằm đứng cũng được. 120k 5 cây. Mã số 13. 3 này. 4 này. Nguyên cái cục này giống cái cục u. Cục u này. 4 5. Mấy cái thế này giống luôn hả? 5 cục nha cả nhà, 120k mã số 13 luôn, A13. Mã A hết nha cả nhà. Với lại hôm nay em có một chậu cả nhà, một hồi nãy giờ khúc gỗ thì khô khan là mình qua cái chậu này cả nhà. Có một cái chậu đen hoa sum đẹp lắm. Các bác nào muốn chơi hoa thì lấy về chơi. Bắt luôn mấy cái này cũng được. Một chậu đen rô xuân này, đẹp cực kỳ luôn, đang hoa. Cái này về các bác cắt nước đi nha. Nó cũng đang nứt tiếp hoa, nó đang nứt lên nè cả nhà. Nó vẫn đang nứt chồi hoa lên này. Rất là đẹp. Về cái thân này là thân thảo, thân nước nha cả nhà. Đang còn mắc nứt rất là nhiều, nứt đang còn sưng đây nè. Về các bác cắt nước nha. Về cắt nước đi thì nó sẽ lên hoa. Toàn những thân này là thân đang còn tơ hết. Thân này, những thân này chưa hoa nha. Những thân này đang còn tơ rất là đẹp. Rất là nhiều thân tơ nha cả nhà. Mã số 14A nha cả nhà. 400k chậu này. Chậu này bình thường thì mua cũng phải 500-600 á cả nhà. Đen rô xuân đang còn lên rất là nhiều. Đang còn lên mầm gốc nè cả nhà. Nó đang bắt đầu nứt nữa. Mầm rất là nhiều á. Đẹp lắm luôn. 400k em bao ship luôn cho cả nhà mình nha.
đó, đang cắt nụ này cả nhà, nụ với hoa thì đang vẫn đang nở này. Đẹp lắm luôn, thân toàn thân tơ nè. Các bác về cắt nước nhanh chứ không, mình không cắt nước là nó lại lên kỳ đây nè cả nhà thấy không, mình không cắt nước là nó sẽ lên kỳ. Nó đang còn rất là nhiều thân tơ, bây giờ là nó đang là chuẩn bị mùa hoa mùa xuân này cả nhà, đó là nó sẽ lên hoa nha. Các bác về cắt nước cho em rồi thì nó sẽ lên hoa, tiếp tục nó sẽ nứt hoa. Nó đang còn mấy rất là nhiều đang chuẩn bị xuân nè. 400k chậu này em bao ship luôn nha. Ngoài ra em vẫn có sâm nha cả nhà, hôm qua em vẫn like sâm và sâm mật ong và sâm chuối hột và ổ qua rừng. Thì thôi cái đó, những cái đó thì cứ lên em bán live trực tiếp đi, còn những cái này thì quay video bán cho dễ cả nhà. Em chào cả nhà nhé. Các bác chốt đơn của em thì cứ điện thoại cho em theo số điện thoại 0967 999 669, cũng là số Zalo. Chào các bác, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.